Khổng Tử làm tư khấu của nước Lỗ, tương đương bộ trưởng tư pháp, đi sang các nước khác tuy vất vả nhưng mối quan hệ của ông đều là quan hệ với các quân vương và những nhân vật ngang hàng. Các học trò ví ông như là mặt trời, mặt trăng, nhưng Khổng Tử lại không cho là vậy. Ông nói rằng trong một ngôi làng nhỏ có 10 hộ gia đình thì sẽ có người giống Khổng Tử, Khổng Khâu ta, chỉ là họ không hiếu học giống ta mà thôi. Rồi ông lại nói, có người gọi ta là thánh nhân, là nhân giả. Khổng Khâu ta không đáng được như vậy. Chẳng qua ta chỉ là một người dạy học, không biết chán, không biết mệt mỏi. Chính vì vậy ông và các học trò luôn sống vui vẻ với nhau. Một lần khi ông vừa đi đến thành Vũ, nơi học trò của ông là Tử Du làm huyện trưởng, thì nghe được tiếng hát đàn ca. Khổng Tử mỉm cười nói, ha ha, giết gà lại dùng dao mổ bò sao? Ý của câu nói này muốn nói là cai quản địa phương nhỏ như vậy không cần phải giáo dục lễ nhạc chi cả. Tử Du nói, trước đây chẳng phải thầy đã nói người làm quan được giáo dục thì có tấm lòng nhân ái, nhân dân thì được giáo dục sẽ dễ lãnh đạo sao? Khổng Tử nói, đúng vậy, hồi nãy ta chỉ đùa các trò mà thôi. Làm người chân thành, xử thế vuông tròn. Một đại thần triều Thanh, người mập lại sợ nắng nóng. Có những ngày hè, chảy cả mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm. Vào Nam Thư phòng trực, ông thường cởi đồ để hóng mát. Vua Càn Long biết việc này bèn thích tân đến Nam Thư phòng để trêu đùa ông. Trong lúc Kỳ Vân cùng mọi người đang ngồi trần nói cười thì không ai để ý tới Càn Long. Để kịp khoác áo vào, Kỳ Vân lại cận thị Càn Long đến trước mặt ông. Khi ông nhìn thấy thì đã không kịp làm những gì nữa rồi, vội vàng nằm xuống giường thở hổn hển, không dám động đậy. Càn Long cố ý trì hoãn không chịu đi. Kỳ Vân nôn nóng mất kiên nhẫn, thò đầu ra nói, lão đầu đi chưa? Càn Long và mọi người bật cười. Càn Long nói, Kỳ Vân vô lễ, sao lại có thể nói những lời cợt nhả như vậy? Ba chữ lão đầu tử là gì? Giải thích được thì cho qua, giải thích không được thì đáng chén, đáng chém. Kỳ Vân đập đầu tạ tội và nói, lão là ông lão vạn thọ vô cương, đầu có cái đội trời đạp đất, tử là đứa con của trời của đất. Càn Long vui vẻ ra mặt. Thời Tây Hán, thái thú Hà Đông là Quý Bố rất được trọng dụng. Việc đã đồng ý thì ông đã nghĩ cách làm cho Kỳ được. Ông có một người đồng hương tên là Tào Khâu Sinh. Người này phẩm hạnh không đoan chính, thích nói dối lừa người, đã từng nhiều lần bị Quý Bố trách mắng phê bình. Sau đó là Tào Khâu Sinh tìm đến Quý Bố nói rằng, tôi muốn hối hận để hối cải để làm người mới, nhưng lại sợ người khác không tín nhiệm tôi. Có người nói được ngàn vàng không bằng được Quý Bố tín nhiệm nên mới đến tìm ông. Xin ông đừng từ nay đến kiếp sau nhận những hành động của tôi để làm chính danh. Quý Bố thấy hành động khẩn trương của ông nên đồng ý. Từ đó về sau, bàn luận Tổ Hà Khâu nói làm gì cũng đúng, Quý Bố đều không nghi ngờ ông. Tào Khâu Sinh sau không còn nói dối lừa người nữa. Công mài sắt có ngày lên kim. Triều Tống, Trương Thừa Nha làm huyện lệnh ở Sùng Dương. Thời đó thường có những chuyện như binh lính làm nhục các tướng soái. Thời đó thường có những chuyện như binh lính làm nhục các tướng soái.
các quân sai nhỏ xúc phạm đến những quan trên. Trương Thừa Nha cho rằng đây là một việc khác thường, bèn quyết tâm chỉnh đốn lại tình trạng này. Một hôm ông đi tuần xung quanh nha, đột nhiên trông thấy một quan sai nhỏ hốt hoảng chạy ra từ cái kho của phủ. Trương Thừa Nha gọi quan sai, đó thì phát hiện ở dưới khăn chít lên đầu của ông ấy có một đồng tiền. Quan sai đó nói quanh co úp mở mãi mới nhận ra là ăn trộm trong kho. Trương Thừa Nha dẫn một tên quan sai đó lên công đường ra lệnh tra khảo. Tên quan sai đó không chịu thua, một đồng tiền có là cái gì, ông cũng chẳng để đánh ai, không thể giết ta được. Trương Thừa Nha tức giận phán quyết: một ngày một đồng, nghìn ngày nghìn đồng, năm dài tháng rộng. Để trừng phạt hành vi này, Trương Thừa Nha lâm đường chạm tên quan sai đó. Phân minh công tội, chớ tỏ ân thù. Thời Tống có vị quan lập công chiếu và quy định triều đình được thăng chức trọng dụng. Tống Thái Tổ, Triệu Khuông Dẫn vốn có ấn tượng không tốt đối với vị quan này, nên việc đề bạt thăng chức bị gác lại. Tể tướng Triệu Tấn nói với Tống Thái Tổ: công trạng làm bằng chứng, tốt xấu vô căn cứ, làm việc nên chỉ dựa vào tốt xấu của một người thường là phạm sai lầm. Tống Thái Tổ rất tức giận và nói: ta là hoàng đế, không muốn đề bạt thăng chức cho ông ấy, ngươi có thể làm gì? Triệu Tấn kiên nhẫn nói: từ xưa tới nay, hình phạt dùng để trừng phạt, ban thưởng dùng để khen thưởng là lẽ công bằng. Phạt và thưởng là pháp luật của đất nước, không phải là cá nhân của hoàng đế ngài. Sao bệ hạ có thể dùng tình cảm cá nhân mà bỏ chế độ của đất nước? Tống Thái Tổ thấy ông nói có lý, đành phải chiếu theo quy định mà làm. Nỗi lầm lên gánh, công lao lên nhường. Thời Chiến Quốc, Việt Vương Châu Tiễn được sự phò tá của hai trợ thủ đắc lực là Phạm Lãi và Phạm Chủng mà tiêu diệt được nước Ngô, rồi dẫn đại vương quân vượt sông ngoài, hội họp các nước chư hầu ở Từ Châu. Sau trận đánh, binh mã của nước Việt hoành hành ngang dọc một cõi ở sông Hoài. Các chư hầu vừa thừa nhận ông là bá chủ, Câu Thiễn đắc thắng trở về nước, mở đại hội ăn mừng ban công thưởng cho các công thần. Nhưng lại thiếu Phạm Lãi. Truyền thuyết lại kể rằng Phạm Lãi mai danh ẩn tích, chạy sang nước khác. Trước khi đi, Phạm Lãi để lại cho Văn Chủng một phong thư nói rằng chim đã bắn hết sạch, cung tên tốt cũng nên thu lại, thổ đã bắt sạch thì nên đem chó săn đi nấu. Con người của Việt Vương này có thể chịu hoạn nạn với ông ấy, nhưng không thể cùng hưởng an vui, ông hãy mau rời khỏi đây. Văn Chủng không nghe, cuối cùng dẫn đến họa sát thân. Hấp tấp chẳng thành công, bình tĩnh được hạnh phúc. Năm 260 trước công nguyên, nước Tần đến nước Triệu. Tướng nước Triệu là Triệu Quát là chủ soái, ông chủ trương đánh trực diện với quân Tần. Tướng Tần là Bạch Khởi cố ý để Triệu Quát nếm chút ngọt ngào lúc ban đầu, nên để quân Triệu giành được mấy trận thắng nhỏ. Triệu Quát quả nhiên đắc ý vênh váo, đích thân dẫn 40 vạn đại quân đến quyết chiến với quân Tần. Quân Tần đánh với quân Triệu mấy trận đều là giả thua. Triệu Quát nóng nảy, nhấp nhổm không yên, đắc ý vênh váo mà đâu biết được kẻ thù dùng kế dụ địch. Ông dẫn đại quân đuổi theo quân Tần đang rút lui vì bại, đuổi lên doanh trại của quân Tần. Lúc này đột nhiên nghe tin doanh trại phía sau của mình đã bị quân Tần đánh chiếm, đường lương cũng bị quân Tần ngăn chặn. Quân Tần đã bao vây toàn bộ quân Triệu,
quân đội của Triệu Quát trong không còn lương thực, ngoài không có viện binh cầm cự hơn 40 ngày, các binh sĩ đều kêu khổ đến thấu trời, không còn lòng dạ chiến đấu. Triệu Quát dẫn quân định xông ra khỏi vòng vây, nhưng bị quân Tần với hàng triệu mũi tên đã mai phục và bắn chết hết. Quân Triệu nghe tin chủ tướng đã bị chết cũng ào ào vứt bỏ vũ khí ra đầu hàng. Thích sự lập dị về hình thức là kém hiểu biết, hành động một mình thì không lâu bền. Tống Giao là tiền tướng đời Tống. Một lần vào đêm lễ Nguyên Tiêu, đang đọc Chu Dịch trong thư phòng, bỗng nhiên ông nghe thấy một tiếng em học sĩ là Tống Kỳ cả hát ăn uống say sưa suốt đêm. Một hôm Tống Giao phái người đến thân tín của mình để mở cửa mắng Tống Kỳ, chuyển lời cho tể tướng nói với học sĩ nghe nói đêm qua người đốt đèn vui chơi yến tiệc suốt ngày đêm, thật là quá xa hoa phung phí, không biết ngươi còn nhớ đến đại lễ Nguyên Tiêu năm đó chúng ta đã cùng nhau học ở trường Mỗ Châu nấu cơm ăn rau mạng hay không. Tống Kỳ cười nói, ngươi hãy thay ta nói với tể tướng thế này, xin hỏi năm đó chúng ta ở cùng trường Mỗ Châu nấu ăn cơm rau mặn thì là vì cái gì? Tống Giao nghe xong bất giác không hiểu rằng nhận thức yếu kém kỳ dị hành vi các người thì chẳng được bao lâu, giữ miệng phải kín, ý niệm đề phòng phải chặt chẽ. Học trò của Khổng Tử là Tử Lộ hỏi thầy. Đại phu tử Núc Nỗ nằm ngủ trên giường trong thời gian chịu tang 27 tháng. Sau khi cha mẹ mất thì có ý nghĩa lẽ không? Khổng Tử nói, ta không biết. Lộ Tử đi ra nói với Tử Cống, ta cho rằng thầy chẳng biết gì, vẫn còn một số lễ nghĩa thầy không biết. Tử Cống nói, tôi đi hỏi thầy giúp anh. Tử Cống hỏi Khổng Tử, chịu tang ngủ trên giường có phải lễ không? Khổng Tử nói, điều đó không phải lễ. Tử Cống đi ra nói với Tử Lộ, anh nói với thầy một số chuyện, những điều không biết. Thầy vẫn là người uyên bác, chỉ là anh hỏi không đúng. Theo quy định lễ tiết sống với đại phu, không nên nói những việc mà đại phu làm đúng hay là sai. Phải biết đề phòng ý nghĩa, nghiêm ngặt giữ mồm giữ miệng. Thầy không muốn vì điều này mà phản bội lại lễ nghĩa. Công danh ngắn ngủi, đạo đức trường tồn. Nhà thiết văn học đời Hán Trương Hoành thường truyền thụ kiến thức cho các bạn học trò bằng cách cùng học trò kể chuyện với họ. Một hôm có một học trò của ông hỏi, thưa ông, thầy thường nói với các học trò mục đích chính là động lực của cuộc sống, mỗi người đều có mục đích của mình, thế là mục đích của chúng ta nên theo đuổi là gì? Trương Hoành nói, phẩm chất đạo đức cao thượng, trí tuệ sáng suốt. Các học trò hỏi, thầy có thể nói cụ thể hơn không? Trương Hoành nói, quân tử không cần lo nghĩ, địa vị của mình không được tôn quý, nhưng nên lo nghĩ phẩm chất đạo đức của mình không cao thượng. Không xem ít bổng lộc là điều hổ thẹn, mà nên lấy làm chí, không sâu rỗng mới đáng là điều sỉ nhục. Chỉ có đạm bạc tiết dục, một lòng học tập thăng tiến,
thì không bị công danh lợi lộc trói buộc mới có thể trở thành những người tài ba kinh doanh. Tinh tế, hoàn thành đại nghiệp, vì Trương Hoành có tấm lòng cao cả, nên đó mới là bậc thầy tài uyên bác, tri thức, ý nghĩa, hành động cao xa. Thời Chiến Quốc ở Lạc Dương, Cõ Bạch Khuê là một trong những bốn nhà buôn lớn sau Phạm Lãi. Chương châm mà Bạch Khê luôn tuân thủ những kinh doanh gồm 8 chữ: nhân khí ngã phủ, nhân thủ ngã giữ. Ông kinh doanh chủ yếu là những sản phẩm của nhà nông theo phương châm 8 chữ. Khi được mùa gạo, phần lớn người dân chuyển lên chợ bán lấy tiền mua gạo rồi rót giá. Lúc này ông thu hút lương thực bỏ vào kho, tức là nhân khí ngã ngũ. Những năm sau đó mùa màng đói kém, những lương thực khô khan không đem lại những lòng trách nhiệm gì. Khi lúa gạo rẻ, ông không quá ép giá. Khi lúa gạo đắt, cũng không mang ra giao quá mức. Như thế ông có thể điều chỉnh được quan hệ cung cầu của thị trường trong thu lợi. Vì vậy Bạch Khê đã khen ngợi rằng thầy khổ lương thực. Bạch Khê khá tự hào về kỹ thuật kinh doanh buôn bán của mình. Ông nhấn mạnh, một thương nhân giỏi phải tu dưỡng bốn phương là chi, dũng, nhân, cường mới có thể đứng vững và không bại trên chiến trường phức tạp đa biến. Thời Tống là Tống Chân Tông, nghe nói một nhà thơ là Dương Pháp với chữ rất đẹp, bèn phái người đi mời ông đến, muốn xem thử tài thơ của ông và giữ lại cho ông làm quan trong triều. Đến khi Dương Pháp nói, từ trước đến nay mình không làm thơ, Chân Tông hỏi ông là lần này ông đến triều đình làm gì? Làm thơ tặng ông sao? Dương Phác nói, chỉ có vợ của thần làm mới làm một bài thơ tặng cho thần. Chân Tông nghĩ ngay cả vợ ông ấy biết làm thơ, ông ấy nói chuyện ông ấy cũng phải biết làm thơ, nhất định là cố ý khiêm tốn trước mặt mình. Lên nhà vua cả hứng thú, vậy hãy đọc thơ mà vợ của ông tặng cho ông đi. Thế Dương Phác đọc: canh hưu lạc phách, đam bối tử, thư mạc sử rồng, ái vịnh thi, kim nhật chức tương cung, lý khứ, giã hồi đoạn tống lão, đầu bì. Hôm nay bị quan đòi vào cung lần này thì đoạn tuyệt với lão già. Chân Tông nghe xong cười lớn, đành phải để cho Dương Phá quay về. Cái gọi là ẩn giả ngày xưa đã có thể phân thân ra như vậy khi vẫn không làm quan. Dương Phá thuộc loại người thứ hai. Dương Phá không phải là không biết làm thơ, có điều là cố ý giả mượn tiếng là vợ làm thơ mà ứng khẩu đọc thơ này để chống chế trước sự gượng ép của Chân Vương Hoàng mà thôi. Chân Pháp có thể gọi là chân ẩn. Vợ của Thanh Tử chết, hội tử là Phúng Điếu trông thấy Trang Tử đang ngồi trên đất gõ vào những mảnh hạt bát. Huệ
tử nói, vợ ông đã sống cả đời với ông, sinh cho con ông. Bây giờ già chết đi thì ông còn đau thương khóc lóc, thì thôi còn ngồi gõ vào chậu sành mà hát. Việc gì phải quá đáng như thế sao? Trang tử nói, không phải vậy. Ông nghe tôi nói đây, người trong nhà tôi là người mất. Hơi thở thay đổi nên mới có hình thể, hình thể thay đổi nên mới có tính mạng. Hiện giờ người trong nhà tôi thấy thay đổi trở lại thành chết đi, và giống như bốn mùa của tự nhiên thay đổi vậy. Nó chỉ là yên nghỉ trong một môi trường tự nhiên rộng lớn này. Nếu tôi còn vì điều này mà đau thương khóc lóc thì chẳng phải là không hiểu về lý lẽ hay sao? Vì vậy với tôi không khóc. Trang tử có những sự bình tĩnh đối với cuộc sống. Cái chết là vì ông thấy được những chân tướng. Có sinh nhất định sẽ có tử, có tử là tương đối, sinh tử chẳng qua là sự thay đổi của tự nhiên. Phần 3. Thành bại trong sự nghiệp. Không biết dưỡng đức, cuối cùng chỉ biết giở thủ đoạn hạ cấp. Thời Đông Hán có người tên Phàn Trọng, ông nổi tiếng là tiết kiệm, thích làm việc thiện hay bố thí. Phàm thượng trị gia có quy củ, tam đại đồng đường, người có nhà hòa mục lễ thượng ai nấy đều ra sức làm việc, gia sản mỗi năm tích lũy một nhiều, nức tiếng giàu có một phương. Phàn Trọng lại hay bỏ tiền chuẩn tế, người nghèo được đề cử làm tam lão quan ở quê trông coi việc giáo hóa. Họ hàng cùng quê có hai người anh em tranh nhau gia tài, kiện lên quan. Trọng Phàn thấy thế mà xấu hổ, tự lấy ra hai khoảng đất của mình chia cho người ta để dẹp yên phụ kiện. Thường ngày số tiền ông ta bỏ cho đến nay là hàng trăm vạn. Khi lâm chung, ông và con trai đốt hết sổ nợ. Những người khác mắc nợ rất xấu hổ, chỉ khi chủ động trả nợ, nhưng con trai Phàn Trọng làm theo di chúc của người cha dứt khoát không nhận. Làm điều kỳ lạ chứ không lập di, cấu sự thanh cao chứ không phải là quá khích. Thời Xuân Tu, danh tướng thời Tấn là Kỳ Hoàng Dương, khi về già xin nhà vua cho từ chức. Tấn Điệu Công yêu cầu ông tiến cử một người khác thay thế. Kỳ Hoàng Dương không chút do dự tiến cử ngay là Giải Hồ. Điệu Công hỏi Giải Hồ, chẳng phải là kẻ thù của ngươi sao? Tại sao ngươi lại có thể tiến cử ông ấy? Kỳ Hoàng Dương nói, tại vương hỏi tôi ai có thể đảm bảo trong trách lớn này, chứ không hỏi ai là kẻ thù của tôi. Sau đó Giải Hồ chết đi. Triệu Tấn Công lại mời Hoàng Kỳ Dương tiến cử người hiền tài. Lần này Hoàng Kỳ Dương tiến cử người con trai của mình là Kỳ Ngọ. Tấn Điệu Công nói, Kỳ Ngọ chẳng phải là con trai của ông sao? Sao ông lại tiến cử con trai của mình? Hoàng Dương Kỳ nói, đại vương yêu cầu tôi phải tiến cử người hiền tài để đảm bảo trách nhiệm trọng trách lớn thế này, chứ không nói là không cho phép cử con trai của mình. Hoàng Kỳ Dương bên ngoài không phòng kẻ thù, bên trong không bị người thân, không bị người thân tuyển chọn người tài vì đất nước. Vì vậy là tiến cử những người đời sau hết lòng khen ngợi. Khắp mình hòa khí, thân nhân quý hòa. Lưu Đình Thức, người đời Tống, trước kia làm nghề nông. Hàng xóm có một cô con gái đính ước hôn nhân với anh ta. Sau đó Lưu Đình Thức bị đuổi việc học hành thi cử, hai người cách xa nhau nhiều lần. Sau khi thi xong, Lưu Đình Thức về quê muốn hoàn thành hôn ước với cô gái hàng xóm. Nhưng lúc này cô gái hàng xóm đang nghèo khổ bệnh tật,
hai mắt không còn nhìn thấy nữa. Gia đình người hàng xóm vì vậy mà xin chấm dứt cuộc hôn ước này. Nhưng với Lưu Đình Thức, không thể vì cô ấy bệnh tật mà không giữ đính ước. Cuối cùng anh ta vẫn thành hôn với cô ấy. Cuộc sống hôn nhân rất hòa thuận. Sau đó Lưu Đình Thức phạm tội nhỏ, nhưng quan trên khen ngợi anh là có phẩm hạnh quý giá, nên miễn trừ cho anh về việc trừng phạt. Trong dục ôn cả, thiện ác đều chứa, tình bạn thắm thiết bền chí giữa Quản Trọng và Bao Thúc Nha đã trở nên câu chuyện đẹp, được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Quản Trọng sắp chết, Tề Hoan Công hỏi ai về việc kế chức thừa tướng của ông. Quản Trọng lại không tiến cử Bao Thúc Nha mà nói rằng Bao Thúc Nha hiền lương, là một người đạo đức cao thượng, nhưng ngài không để ý đến ông ấy làm thừa tướng quản lý giỏi về việc sự quốc gia. Vì thế ông ấy căm ghét cái ác như kẻ thù, người quá xét nét nhưng thì không có bạn, nước quá trong thì không có cá. Vì vậy ông ấy không thích hợp cho chức thừa tướng. Sau đó một số kẻ cử nhân kể lại câu chuyện này cho Thúc Nha nghe. Vốn là muốn gây chia rẽ mối quan hệ của hai người họ, không ngờ Bao Thúc Nha lại nói Quản Trọng nói rất đúng, ông ấy vì công mà quên việc tư, không để ý tới tình cảm và lợi ích cá nhân. Đây chính là nguyên nhân mà ta tiến cử ông ấy. Nếu để ta làm thừa tướng thì trước tiên ta sẽ giết sạch bọn tiểu nhân các ngươi rồi. Những kẻ tiểu nhân đó đã bị một số thật xấu hổ nên đã bỏ đi hết. Không lo hoạn nạn chẳng sợ cường bạo, trời sinh ta chỉ cần một chút thế. Khi đó có một thế tử là Cố, con trai của chị Tăng Công. Với chị Tăng Công và Tề Hy Công ăn thề ở Thạch Môn. Tề Hy Công thấy cơ hốt bèn chủ động cái căn muốn là con đã làm cho Cố hốt, nhưng lại bị Cố cự tuyệt. Không nói nước Tề lớn, nước chị nhỏ, tôi không dám dám nhỏ cao. Chị Trang Công nói nếu con kết hôn được với nước Tề thì sau này mọi việc đều có thể nhờ vậy. Cô hốt nói rằng tại chỗ cô trong mọi mặt mà không lo lắng, lúc bình thường hưởng là cũng vẫn đề phòng cảnh sát, sao có thể dựa vào hôn nhân mà cậy thế dựa quyền. Trạng Công chân hợp không đứng của con, ngươi không ép ông nữa. Sau đó quân Nhung phương Bắc sang xâm lược với nước Tề. Chị Trạng Vương phái quân phát binh đi cứu Tề. Cố kéo từng mưu kế anh Bắc cả chiến đấu, đẩy lùi được quân Nhung phương Bắc xâm phạm. Tề Hy Công vô cùng vui mừng trong những việc, lại vui vẻ đưa ra lời đề nghị hôn nhân với Cô Hốt và đã bị Cô Hốt cự tuyệt. Đại tướng tập hợp ở Cô Hốt khi ông lên đồng chí quân sự này để củng cố và ổn định địa vị thái tử của mình, nhưng Cô Hốt vẫn không nhận, ý chí của mình vẫn không chấp nhận. Trách người nên khoan dung, trách mình nên nghiêm khắc. Thời dân tu chiến quốc, Tần Mục Công đi tuần du khắp nơi. Trên đường đi thì xe bị hư, không một con ngựa bỗng nhiên bỏ chạy. Mục Công đuổi theo mãi tới phía nam của Kỳ Sơn trong tỉnh. Một nhóm người đang giết con ngựa của ông để nấu ăn. Mục Công ăn cần hỏi chỉ ăn thịt của con tuấn mã thì không uống rượu, làm ta lo lắng thì ta sẽ còn lại sức khỏe mọi người. Mục Công khuyên mọi người họ uống rượu, sau đó mới rời khỏi. Một năm sau, Mục Công và Tấn Huệ Công đánh nhau ở Thất Hàn. Quân Tấn bao vây xe của Mục Công. Đại phu nước Tấn Lương Gia Nghi vội vàng kéo
trong nước của một cơm, trong đến một cơm chiều đến vậy. Trong tình thế mình đang trong giai đoạn này, hơn 300 người đã từng ăn thịt con tổng mã của một công. Đều hiện giá bên cạnh xe của một công, quyết chiến đấu anh dũng đến cuối cùng với quân Tấn. Kết quả là đã đánh bại quân Tấn và bắt sống được Tấn Huệ Công. Coi mắt là được hình chế ý nguyện. Thời chiến quốc Vũ Triệu bị nước Tần bao vây, Ngụy Công Tín Năng Công tìm cách động binh Ngụy của Ngụy Vương nên đã giết tướng Ngụy rồi dẫn quân đi đánh phá bỏ vây quân Tần, bảo vệ được nước Triệu. Triệu Hiếu thành vương chuẩn bị dẫn quân ra ngoại thành. Nghênh đón ông, mưu sĩ của Tín Lăng nghe nói người khác ghét mình nên nghĩ mình ghét người khác, cũng không nên nghĩ để người ta ghét người, để người ghét biết người ta có ân đức với mình. Mình không nên quên ơn, mình có ân đức với người khác, mình cũng không bao giờ quên. Sử thế quen đời, vượt qua sự trói buộc của vạn vật để xuôi thiên đạo. Phật giáo là một đỉnh cố, một đại lượng quân vùng hơi chiến đấu. Tuy nhiên trải qua những gian nan hiểm nguy nên đã thoát chết, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy sợ sệt khi giải pháp về quê. Một ngày nọ, khi trong nhà có thưởng thức một bình hoa có giá trị liên ngành, bất cẩn trượt tay làm rơi bình hoa. Nhìn thấy bình hoa đã ra rơi xuống thì ông ngã lăn ra. Cái quý nhất là lòng ta động, hôm nay không trong khỏi cõi lòng. Điển cố này muốn nói là tư tưởng của Phật giáo không chỉ đến với cảnh giới vô tư mà có thể đến với những cảnh giới hữu hình. Người giàu nhiều mối lo, kẻ sang nhiều mối nguy hiểm. Mặc Tử là địch, nhà Tương Tư cuối thời Xuân Thu. Đường đời quân chiến, người sáng tạo ra trường phái Mặc gia. Ông xuất thân thất và làm thợ, gọi tư tưởng của thiện nhân kẻ hiền, không từng bước học nho. Sau khi bất mãn với chữ lễ vụn vặt nhiều khi sinh ngay lập tức còn phải đến. Mặc Tử cảm nhận rằng cuộc chiến xuất phát từ quan điểm khiêm ái, ông đã đề xuất chủ trương của phi công phản đối chiến tranh có ý nghĩa lớn, hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Mặc Tử còn đề ra các chủ trương tiết dụng, tiêu dùng tiết kiệm, thiết táng, mai táng tiết kiệm, phi nhạc không có âm nhạc, phản đối cuộc sống xa hoa, hoang dâm vô độ của những kẻ thống trị. Ông và học trò của mình đều đi giày cỏ, ăn cơm nhạt, uống trà khô, không đi theo đuổi cuộc sống xa xỉ, tinh thần an lạc đạo, nhân nghĩa lại thì ở đầu, không bao giờ có tấm gương cho nhà giàu nên ăn ủi người nghèo. Mình vừa ghi âm xong cho các bạn cuốn Thái Căn Đàm. Một cái thích đúng là dài nói về các tấm gương tiêu biểu về lòng biết ơn. Không chỉ thế mà còn về những luân lý trong gia đình xã hội, những cái phép thắc lễ nghĩa mà một con người không thể thiếu, cũng như là cần phải học hỏi. Và ở phần ghi trang này của mình thì còn nhiều thiếu sót thì rất mong các bạn
quan tâm, ủng hộ, cũng như là góp ý cho mình để mình có được cái video lần sau hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.